Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn thân mến trên kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là bản tin sự thật sốc sau chuyện Hoàng Thùy Linh và Vĩnh Thụy yêu nhau. Mặc dù diễn đồ đôi và đăng ảnh tình tứ thân mật, nhưng cho đến thời điểm này, Vĩnh Thụy vẫn phủ nhận tình cảm dành cho Hoàng Thùy Linh. Mới đây nhất, trong một cuộc phỏng vấn, Vĩnh Thụy đã thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ hiện tại giữa anh với Hoàng Thùy Linh. Theo đó, cựu người mẫu kim diễn viên cho biết hai người chỉ là bạn bè thôi, anh không có gì để nói về mối quan hệ này. Là người trong cuộc, Vĩnh Thụy thấy rằng tất cả đều bình thường lắm. Vĩnh Thụy úp mở cho biết khi nào một trong hai người lên tiếng công bố chuyện tình cảm thì mới có thể khẳng định có chuyện gì đó giữa anh với Hoàng Thùy Linh. Anh thấy câu nói mà mọi người thường xuyên truyền miệng lại của các cụ rằng nói trước bước hôm qua không hề sai, ít nhất là với bản thân anh. Nam diễn viên đã trải qua không ít lần thất bại vì tuyên bố và chia sẻ quá sớm. Thế nên anh quyết định cứ âm thầm mà làm những dự định của mình. Tới khi thành công thì khoe với mọi người cũng chưa muộn. Nam diễn viên thừa nhận Hoàng Thùy Linh là cô gái rất nhỏ bé nhưng nỗ lực nội tại rất lớn. Nữ ca sĩ luôn cố gắng và rất kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình đặt ra. Cô là ví dụ điển hình cho việc vượt qua khó khăn thử thách để tìm tới thành công. Điểm nổi bật ở Hoàng Thùy Linh là rất thông minh, tự tin và quyết đoán. Đây đều là những thiếu hụt của anh, cho nên Vĩnh Thụy thấy mình phải học hỏi rất nhiều từ bạn gái. Thêm vào đó, Vĩnh Thụy khẳng định trong chuyện tình cảm, bản thân anh phải nghiêm túc. Có như vậy thì mới tìm kiếm được người nghiêm túc. Nam diễn viên thấy mình là kẻ luôn yêu hết mình và không thích đùa giỡn trong tình cảm. Anh đang yêu nhiều thứ trong cuộc sống. Tuy nhiên, câu trả lời của Vĩnh Thụy khiến bao người cảm thấy hoang mang trước mối quan hệ tình cảm. Liệu họ đang yêu nhau hay đơn thuần chỉ là những người bạn biết quan tâm và chia sẻ với nhau mà thôi. Vĩnh Thụy và Hoàng Thùy Linh vướng nghi án hẹn hò khi nam diễn viên đăng tải bức ảnh ôm chặt một cô gái giấu mặt được cho là Hoàng Thùy Linh lên trang cá nhân. Cặp đôi cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những buổi ăn uống riêng cùng bạn bè. Vĩnh Thụy cũng từng bị bắt gặp trao cho Hoàng Thùy Linh một nụ hôn ngay tại một quán cà phê. Tuy nhiên, đến hiện tại, cả hai vẫn chưa hề lên tiếng xác nhận thông tin này. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấn đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.